Đây là sắp xếp theo thứ tự tính bền vững giảm dần. Tức là cái bền nhất trước rồi cái kém bền sau cùng, kém bền nhất sau cùng. Thì trước tiên là để làm đó thì ta phải tính năng lượng liên kết riêng của hạt X là bằng là delta E chia cho AX. Năng lượng liên kết riêng của hạt Y bằng delta chia cho AI. Năng lượng liên kết riêng của hạt Z bằng delta EZ chia cho AZ. Các em chú ý là xem bất đẳng thức này là delta EI lớn nhất. Delta EI lớn nhất. Đấy. Và AI thì lại là nhỏ nhất. AI thì lại nhỏ nhất. AI nhỏ nhất. Vậy thì từ đó suy ra là năng lượng liên kết riêng của Y là lớn nhất. Đấy. Tử số lớn nhất, mẫu số nhỏ nhất thì phân thức sẽ là lớn nhất. Tiếp theo, delta EZ là ở đây là nhỏ nhất và AZ lại là lớn nhất, lớn nhất. Đấy, AZ lớn nhất. Đây AZ là bằng 2 2x lớn nhất. Vậy thì suy ra EZ là nhỏ nhất, nhỏ nhất. Như vậy trong ba cái ta đã xác định được cái lớn nhất thì là cái bền nhất. Như vậy hạt Y là bền nhất và kém bền nhất là hạt nhân Z. Vậy thì Y rồi đến X là lớn Z. Như vậy ta chọn phương A. Thì cách làm bài toán này người ta cho những cái thông số ngoằn ngoèo, ví dụ như AZ thì bằng 0,5A, gọi là AX. AX thì bằng là 2AI. AI rồi bằng 0,5AZ. Đấy, rồi delta EZ là nhỏ hơn delta EX, delta EI. Cho những cái thông tin này, ngoằn ngoèo này để nhằm mục đích xem ta tìm xem cái này, cái nào là lớn nhất. Ví dụ cái này là lớn nhất và cái nhỏ nhất. Biết được cái lớn nhất và cái nhỏ nhất thì có nghĩa là cái bền nhất và kém bền vững nhất. Đấy, như này. Như vậy thì cách làm các bài toán khác cũng thế. Tức là ta tìm cái bền nhất dẫn đến cái kém bền nhất, từ đó chọn các phương án cho nó nhanh.